Jimmy xin kính chào quý khán giả của Jimmy TV. Với ước mong được gặp gỡ các nhạc sĩ của Trước 75 để nghe chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác của từng ca khúc, Jimmy hôm nay rất là may mắn đến nhà nhạc sĩ Đài Phương Trang. Nhạc sĩ Đài Phương Trang là tác giả của dòng nhạc bolero và cũng như là dòng nhạc kích động và nhiều dòng nhạc khác. Nhưng mà chúng ta thương yêu ông nhất là bài Người Yêu Cô Đơn nè, Hai Mùa Noel nè. Và hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh để chào đón lần đầu tiên góp mặt trên màn ảnh của Jimmy TV, nhạc sĩ Đài Phương Trang. Chào chú. Rồi. Chào GB. Dạ. Và chào quý vị và các bạn khán giả đang xem đài. Thưa chú, ngày hôm nay gặp chú đó rất là vui, là bởi vì đáng lẽ năm 2019 Jimmy về Sài Gòn đã gặp chú rồi, nhưng mà chú cháu mình chưa có duyên. Năm nay bây giờ mới gặp được nhau. Thì nói thật á, khi mà Jimmy mà gọi lại chú đó, dạ, thì chú nhớ lại liền. Nếu có tìm mấy năm là mình có gọi nhau nhưng mà không sắp xếp được thời gian, thì cũng chú nghĩ chắc có lẽ Jimmy lúc này bận quá vì thỉnh thoảng xem những chương trình ở trên đài đó. Nhưng như không ngờ Jimmy lại ngỏ lời mời chú, và hôm nay là chú rất vui để mà tiếp chuyện với Jimmy. Thưa chú, hồi bé đó con coi những cái video ở hải ngoại như Asia, như Thúy Nga đó, thì khi giới thiệu là nhạc sĩ Đài Phương Trang tác giả của Hoa 10 giờ chẳng hạn, thì chú mới nghĩ ô cái này không biết là nhạc sĩ nào mà cái tên rất ư là hoa mỹ như vậy, thì chắc nhờ chú nói thêm về cái bút danh của mình. Đúng rồi, Jimmy dùng cái từ hoa mỹ là chưa đúng lắm đó. Cái tên này ve tôi nghĩ nữ tính đó. Nữ tính Đài và Phương Trang. Và có nhiều người hỏi chú này, nhạc sĩ ơi, có phải nhạc sĩ là có ba người yêu tên Đài Phương, tên Phương Tương Trang không? Đó thì tôi xin khẳng định là không có chuyện đó. Và cái tên của tôi xuất xứ như thế này. Khi tôi bắt đầu viết nhạc đó, thì tôi có viết chung với một nhạc sĩ nổi tiếng trước tôi, đó là nhạc sĩ Anh Thi, tác giả bài Hoa Biển. Tôi với Anh Thi là bạn với nhau, nhưng mà về cái con đường sáng tác được tôi viết sau Anh Thi. Thì Anh Thi lúc đó rất nổi tiếng, và Anh Thi có cho tôi biết xuất xứ của cái tên Anh Thi. Thì cái tên Anh Thi đó tôi để trong lòng thôi. Nhưng mà cho đến khi là tôi làm việc với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, thì lúc đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng đề nghị tôi là ngoài bút danh là Phạm Vũ Anh Tứ ra, thêm một bút danh khác nữa. Thì tôi mới nghĩ bây giờ mình lấy một cái tên gì mà cho nó người ta ít có trùng lắp. Cụ thể là anh Nguyễn Văn Đông, ngoài Nguyễn Văn Đông ra ảnh còn cái tên là Đông Phương Tử đó, và Phượng Linh nữa. Đấy, do đó tôi mới nghĩ thôi bây giờ mình lấy một cái tên là ba chữ đi, ba chữ. Thì tôi nhớ lúc nhỏ hồi tôi học mà thi tú tài xong á, là tôi học đàn guitar rất tốt rồi. Mỗi chủ nhật là tập hợp bạn bè lại ca hát, nhưng mà đa số hồi xưa quý vị khán giả biết không, nam nữ học sinh ít có học chung và ít có sinh hoạt chung nhau lắm, chỉ là bạn trai không thôi. Tôi cầm cái đờn lên ha, hát hò, các bạn hát hò. Nhưng bữa nào mà có thêm bạn gái vô là tôi tự nhiên tôi sượng. Nói thiệt với quý vị khán giả nha, hồi xưa đó thanh niên nhát gái lắm, chứ mấy như bây giờ đâu, bây giờ tính dạng gái hơn. Do đó tôi nghĩ thôi bây giờ mình lấy cái tên là Đàn Phương Trai. Đàn Phương Trai, chỗ nào có bạn trai mình đơn thôi. Đó thì tôi mới đem cái ý này, tôi mới đem ý này nói cho anh Thi nghe. Anh Thi nói không được đâu anh Tứ ơi, lúc kia anh Tứ Phạm Duy Tứ mà, bây giờ nghe Đàn Phương Trai sao á, nó có cái gì mà nghe nó không ổn. Thôi giờ tôi nói cho anh nghe nè, anh nhớ cái tên tôi không? Anh Thi đã từng tâm sự với mình cái tên anh Thi. Anh Thi tâm sự thế này, khi tôi bắt đầu viết nhạc bài đầu tiên thì tôi lấy cái tên là nhớ ơn hai ông thầy. Ông thầy thứ nhất là Trần Thiện Thanh, ông thầy thứ nhì là Y Vân. Lấy cái tên Y và Thanh. Y Thanh. Nhưng mà có một số bạn nói anh Thi ơi, anh mà anh lấy chữ Y Thanh đó, người ta hiểu lầm liền. Bởi vì anh Y Vân có một người em ruột là Y Vũ. Anh Y Vũ lấy Y Vũ được không ai nói, bị em ruột mà. Còn anh Thi đâu phải em ruột. Do đó bây giờ có người bạn đề nghị anh Thi đọc lái lại anh Y Thanh, đọc lái lại thành anh Thi. Do đó anh Thi mới nói tôi bây giờ Đàn Phương Trai, đọc lái lại
Đài Phương Trang, và đó là xuất xứ của bút hiệu Đài Phương Trang chứ không có nữ tính gì hết. Trời ơi, vậy mà tưởng đâu một người yêu của chú tên là Đài, tên là Phương, tên là Trang chứ ba bà ai về là Đàn Phương Trang. Đây là Đàn Phương Trang. Nhưng mà chú nhắc đến nhạc sĩ Anh Thi đó, thì chắc quý vị cũng còn nhớ nhạc sĩ Anh Thi là tác giả của bài Hoa Biển. Nhưng mà chú ơi, sao cháu thấy là bị hiểu lầm là bài đó của Nhật Trường Thực Hiện Thanh, có phải hay không? À, bây giờ để chú nói một chút xíu về cái bài đó. Với những cái gì mà chú biết. Thì khi mà Anh Thi nổi tiếng bài Hoa Biển đó, thì tôi còn nhớ rõ cái bản nhạc in ra bán cho những người yêu nhạc đó. Thì đề tên là Hoa Biển Anh Thi. Rõ ràng. Nhưng ai cũng biết Anh Thi là giống như là một người đệ tử, người đàn em của nhạc sĩ Trần Thiện Thành. Và ai cũng nghĩ chắc có lẽ là ở trong cái bài Anh Hoa Biển Anh Thi, nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thành cũng có một chấm bút trong đó, cũng như để mà sửa lại chỗ hoàn chỉnh. Dù sao Anh Thi cũng là đứa em của mình, có thể nói một học trò của mình luôn. Nó thành thử là có nhiều người nghe cái giai điệu, nghe cái giai điệu, cái tiết tấu và cái ca từ thì cứ nghĩ là của Nhật Trường. Nhưng mà hình như chú nghe cái đó là sau này thôi, chứ cái hồi trước á, cái hồi trước là không có nghĩ là cái bài đó của Nhật Trường đó. Chỉ sau này thôi. Là nói chung là bài đó là 100% của nhạc sĩ Anh Thi. Rồi chú thêm một điểm nhỏ nữa để nó rõ, để nó rõ là minh họa cái tình bạn giữa chú Anh Thi. Tức là chú với Anh Thi có viết được vài ca khúc mà để kỷ niệm tình bạn. Và ca khúc đầu tiên khi mà chú cũng như là xuất hiện ở trong cái làng sáng tác ở miền Nam cũ đó, đó là ca khúc viết chung với Anh Thi, tựa là Bốn Màu Áo. Mà đã từng có ca sĩ Phương Hồng Quế nè, với một số bạn nữ đó hát. Và thời gian đó, thời gian chú mới bắt đầu xuất hiện thì lại lấy tên là Thanh Viên. Chú có thêm một bút hiệu Thanh Viên nữa. Chú với Anh Thi viết các bài sau đây. Thứ nhất là bài Bốn Màu Áo. Bài thứ nhì là Nhật Trường Thu Thanh, tựa đề là Tâm Tình Người Lính Thủy. Mai tàu xa bên, xin em đừng buồn, cho dù xa cách muôn nghìn đại dương, hay lênh đênh qua nhiều bên, bao nhiêu đóa hoa chào đón vẫn không phải ước nguyện ban đầu. Xưa thường mơ ước ôm mộng hải hồ, nay đời linh chiến môn bề trời mây, em đâu hay khi chiều xuống bao la mây mộng trời nước, kinh đô xa nhớ em gọi thêm, ai đem bông hoa rừng tặng ai cài lên tóc đóa hoa xa. Còn mình biết hai cánh hoa chi, đêm đêm vẫn hoa biển xanh cho em. Bài thứ ba là bài Hãy Đăng. Là những bài chú viết chung với chú Anh Thi. Thì và lấy cái bút hiệu là Thanh Viên. Thanh Viên có nghĩa gì chứ? Thanh Viên có nghĩa là chú nghĩ là hồi xưa trước khi chú học mà bây giờ kêu cấp 3 đó, hồi xưa đó học đệ nhị cấp á, thì mỗi lần mình học giờ văn á, thì hay có cái điển tích lắm. Cái điển tích là tiếng Hán Việt đó. Thì hay giải thích lắm á, thì lúc đó là chú lấy cái tên Thanh Viên á là bị chú tên Tứ mà, thì lấy chữ T đi, Văn Tứ mà, thành chữ T và V. Còn cái chữ Thanh Viên khi đó đó, chú nghĩ là mình cũng như là mình một cái bông hoa, một cái bông hoa nhỏ ở trong làng âm nhạc. Mình ráng có mặt trong vườn âm nhạc nè, là Thanh là màu xanh, Viên là vườn, nghĩa là mình bông hoa nhỏ trong cái vườn xanh thôi,
gì đó. Với những ý nghĩ hồi mới tham gia cái sáng tác. Mà cái bài Bốn Màu Áo đó thì Jimmy rất là yêu thích cô Mai Lệ Huyền hát. Đúng rồi. Nhất là có cái câu là gì đừng mặc màu áo tím anh không ưa. Đúng rồi. Một lần anh đến phòng em hay, lúc gió mưa rơi đầy ngoài thềm, lúc chúng ta hy vọng nhiều, nên áo em đẹp màu xanh. Rồi một lần ước mơ mãi sau, lúc ta yêu thương nhuộm màu đường, lúc đã cô dâu về nhà chồng, cho áo em hồng tình yêu. Có những lúc nghe bơ vơ, anh không đến cho em đợi mưa, dặn anh thường thấy qua đi em đi chẳng lâu. Dù nhiều lần anh đã hay rằng đừng mặc màu áo tím anh không ưa, mình giận nhau đã ba hôm nay, biết nhớ biết thương nhau. Rất là dễ thương cái bài Bốn Màu Áo này, và hình như là Thúy Nga có dùng cái bài đó để làm một cái màn trình diễn thời trang áo dài đó. Đúng rồi, chú nhớ đó. Xem như là bài Bốn Màu Áo là bài đầu tiên mà chú góp mặt trong làng tân nhạc ở miền Nam, chú 75. Đúng rồi. Rồi lúc nãy chú có chia sẻ về nhạc sĩ Anh Thi đó chú. Thì chắc chú nói thêm về nhạc sĩ Anh Thi, bởi vì em được biết là nhạc sĩ Anh Thi không may là mất sớm. Thì cái cơ duyên mà tôi đến Anh Thi đó là trong một buổi tôi xem cái quán nhạc hồi xưa ở đường Lê Lợi á, có một quán nhạc ngay góc đường, cái quán nhạc thôi nha, chứ không phải là một cái tiệm nhạc đâu, mà tôi nhớ tên đó là quán nhạc Minh Phát, là Minh Phát. Thì tôi đến đó với tâm trạng là mình thích gặp các nhạc sĩ để làm quen, bởi mình mon men mà, mon men vô con đường sáng tác. Thì sau đó thì tôi bước qua bên kia đường, thì bên kia đường nó lại cái quán cà phê Kim Sơn. Cà Kim Sơn nó có Lộ Thiên đó, Lộ Thiên có mấy ghế ngồi đó. Thì tôi ngồi xuống cà phê, thì cũng có cái duyên, anh Thi đi công chuyện xong thì cũng lại ngồi chung với bạn tôi. Đó. Thì tôi cũng không biết anh Thi, tôi không biết anh Thi là tác giả Qua Biển nữa. Nhưng mà sau đó thì có một số bạn đến gặp anh Thi rồi nói chuyện rồi gọi anh Thi đi đó. Thì tôi nói may quá, thì mình hôm nay mình lại gặp anh Thi ha, thì sau khi các bạn ra về rồi còn anh Thi ngồi lại một mình thì tôi mới làm quen với anh Thi. Làm quen anh Thi thì sau khi đó anh Thi biết tôi là cũng viết nhạc nhưng mà mình chưa dám đưa ra. Thì anh Thi mới lên chiếc xe Velo Select của tôi hồi xưa, Velo Select cái xe mà mình chạy mà gạt cái đầu á, gạt cái đầu đằng trước đó, chạy về. Mà lúc đó nó thật anh Thi cũng không có xe, mà anh Thi lúc đó là anh Thi đang ở trong quân ngủ, đang ngủ đó. Thì khi về nhà tôi thì tôi mới lấy mấy cái bài của tôi viết ra đó, viết ra đàn cho anh Thi nghe. Thì anh Thi nói anh có tố chất đó, thôi bữa nào hai anh em mình viết chung bài đi. Đó. Thì cái bài Bốn Màu Áo anh Thi đưa ý tưởng ra rồi tôi anh Thi ngồi chung. Và tôi nhớ là bị nhà tôi có sẵn cái đàn guitar, và tôi hai anh em vừa viết ở đâu hát tới đó, viết tới hát đó. Viết xong một đoạn rồi hai anh em hẹn nhau mai mốt gặp nhau nó làm tiếp, làm tiếp cái đoạn điệp khúc đó. Như thế là hai anh em chúng tôi làm trong một thời gian ngắn là hoàn thành cái bài Bốn Màu Áo. Đó là kỷ niệm. Mà nhạc sĩ anh Thi mất là trong cái trường hợp như thế nào? Thì anh Thi thế này, chú nhớ anh Thi là một người rất hiền lành, rất chan hòa, và có một cái tấm lòng gọi là cái tâm á. Chứ nếu mà cái người không có tâm á thì nghe chú phải không, nghe chú tôi cũng viết nhạc được, thì đâu có thì giờ đâu mà nghe nhạc của mình. Mà hơn nữa thường thường những người mà viết nhạc mới á, thì nó gọi là nó còn non lắm, thấy không? Mà người ta đã nổi tiếng rồi, ai cũng biết anh Thi. Mà cái thời gian đó Jimmy biết không, ngoài Qua Biển ra còn một bài Duy Khánh hát nữa cũng là độc đáo lắm, Anh Về Một Chiều Mưa nữa nha. Chiều Mưa của anh Thi. Đúng, thấy chưa đó. Mà với một người có cái tâm, có cái tâm, tức là cũng thấy chú có một cái chút xíu tố chất nào đó. Vậy mà hai người mới kết hợp nhau viết. Thì nói về cuộc đời anh Thi đó thì chú thấy thế này, anh Thi khi qua đời
thì chưa có gia đình. À, chưa có gia đình. Thì cái điều đó là làm cho chú cũng thấy mình thương một người bạn mình. Yeah. Thì trong khi mà anh Thi qua đời thì chú có gia đình rồi. Thì chú có, mình thấy mình cũng may mắn hơn anh Thi ha. Yeah. Và chú được biết á, cái trường hợp của nhạc sĩ anh Thi qua đời á, yeah, là anh Thi qua đời trong một chuyến công tác, à, chuyến công tác văn nghệ đó. Yeah. Thì khi mà anh Thi từ ở trong Sài Gòn mà đi tàu ra ngoài tới Nha Trang hay là cái miền ngoài đó đó, yeah, thì có một chiếc xe mà chiếc xe cũng như chiếc xe đến chở đoàn công tác đi đó, thì đặc biệt trên xe đó lại có Nguyễn Vũ nè, Nguyễn Vũ bài Thánh Cao Bù đó, yeah, có luôn, yeah, và khi chiếc xe đó chạy không biết lý do gì, mình không biết, nhưng mà không may mắn lại bị lật nghiêng, yeah, lật nghiêng thành thử là cái xe đó trên xe bò lổm ngổm hết, Nguyễn Vũ nói, yeah, xuống hết là ai cũng bị lọt xuống đất hết á, yeah, và Nguyễn Vũ kể lại là tôi bị lọt xuống đất rồi tôi nằm đau lắm, yeah, nằm lắm, nhìn lên, yeah, nhìn lên coi các bạn mình thế nào, yeah, thì thấy rõ ràng là anh Thi lồm cồm đứng dậy, yeah, anh Thi lồm cồm đứng dậy, còn Nguyễn Vũ thì đau quá, yeah, chưa đứng dậy kịp, yeah, đó, nhưng mà sau đó thì cấp cứu tới, cấp cứu tới đưa về bệnh viện để mà cấp cứu, yeah, thì không ngờ anh Thi là không qua khỏi. À, xuống đó, thành thử là mình thấy đó là một cái điều mà không may mắn, yeah, đối với một thanh niên có một cái tài năng sáng tác về âm nhạc. Thành thử chứ nghĩ nếu anh Thi mà còn sinh thời đến bây giờ, yeah, thì có thể anh Thi viết nhạc rất nhiều. Đúng, rất nhiều. Yeah. Và đặc biệt là cái nét nhạc của anh Thi là nó ngọt ngào lắm. Thí dụ, yeah, anh Thi có viết cái bài gì chú nhớ cũng hay lắm, mà nói gì cô bạn học hay gì đó, yeah, chú nhớ vậy đó, yeah, tức là tính tình rất vui vẻ, yeah. Rồi có một bài này nữa, có một bài nghe cái tựa mình thấy nó cũng có cái chất lãng mạn, Lính Mà Em. Lính Mà Em, yeah, đó chú nhớ đó, đã cái gì đó, bài Đừng Khóc Nghe Em, Đừng Khóc Nghe Em nữa, đúng rồi đó, đó là anh Thi. Cảm ơn chú đã chia sẻ về người bạn thân của mình là nhạc sĩ anh Thi. Nhắc đến chú đó thì cũng có nhiều cái sự hiểu lầm về những tác phẩm. Một trong những cái bài hát tiêu biểu cho mùa Noel mà bây giờ nhờ chú nhắc là của chú hay của chú Nguyễn Vũ? Hai Mùa Noel. Bây giờ nhắc đến ca khúc Hai Mùa Noel đó, yeah, thì tôi có nhiều kỷ niệm nha. Mỗi lần mà gặp Nguyễn Vũ, yeah, thì Nguyễn Vũ đều nói với các bạn đó, yeah, đây này, xin giới thiệu các bạn, đây là một nhạc sĩ đối thủ của tôi, bởi vì tôi viết bài Thánh Ca Buồn là cuộc ông này viết Hai Mùa Noel. Đối thủ thôi, yeah, nhưng Nguyễn Vũ cũng nói vui, nhưng mà nhiều khi tôi cũng thấy không được vui lắm, yeah, bởi vì có một số các bạn yêu nhạc ở trên mạng á, yeah, thì cứ giới thiệu là Hai Mùa Noel là Nguyễn Vũ, yeah, thì mỗi lần tôi thấy xuất hiện trên đó tôi rất bức xúc, yeah, nhưng mà tôi không biết làm sao để mà cũng như mình để giải trình, yeah, và tôi cũng ngại anh Đài Phương Trang, yeah, này ảnh nói tại sao mà người ta ghi nhầm vậy mà mình không đính chính, nhưng mà các bạn cũng hiểu tức là Nguyễn Vũ á, yeah, cái thời gian trước á mình đâu có rành về mạng nít đâu, yeah, internet đâu có rành, yeah, mà cũng không biết ai mà đưa đó bài đó lên nữa, yeah, cái thời gian mới sơ khai đó, yeah, đâu biết ai, nhưng mà dần dần tới sau này rồi thì có rất nhiều đơn vị làm, thì mỗi lần làm là người ta cũng nhắc đến là bài Hai Mùa Noel là của Đài Phương Trang, yeah, còn bài Thánh Ca Buồn của Nguyễn Vũ, yeah, và thậm chí chú nói luôn ở bên Thúy Nga Paris, yeah, cũng giới thiệu chú sai cái bài Hai Mùa Noel. Dạ đúng, nó ghi là Nguyễn Vũ á. Nguyễn Vũ luôn. Nhưng mà chú không có nói gì, chú chỉ nhắc nhỏ thôi. Yeah. Nhắc nhỏ mốt để tin cho đúng rồi. Yeah. Chứ chú không có đặt ra thành vấn đề gì hết. Được. Bởi vì chú nghĩ cái đó là một cái sơ sót. Yeah. Mà làm bất cứ việc gì phải sơ sót thôi. Yeah. Và sau khi sơ sót thì mình chỉnh lại thôi. Yeah. Bình thường. Nhắc đến Hai Mùa Noel cũng như là bài Thánh Ca Buồn của chú Nguyễn Vũ là xem như là hai bài Noel tiêu biểu của nhạc Việt Nam mình. Coi như là một cái Fahrenheit của Mỹ vậy đó. Cứ Noel nào cũng phải nghe. Bây giờ nhờ chú nhắc thêm về cái hoàn cảnh ra đời của Hai Mùa Noel. Thì về hoàn cảnh ra đời của bài này đó thì chú vẫn nhớ mãi nha. Yeah. Tức là lúc đó là chú viết nhạc cộng tác với nhạc sĩ Nguyễn Đông rất nhiều bài rồi. Tôi cho tới năm 73 đó. Yeah. 73 thì nhạc sĩ Nguyễn Đông là có đề nghị chú là viết một bài chủ đề về Noel, yeah, để làm một cái điểm mới, vừa đón chào Noel, yeah, vừa là chào năm mới luôn. Yeah. Đó. Thì lúc đó chú nhận lời xong, yeah, thì chú về chú suy nghĩ, và mình phải suy nghĩ
mình tìm một cái chủ đề, tìm cái nội dung ha, yeah. rồi tìm một cái thể loại gì để viết ha. Yeah, vâng. Thì đêm đó chú nằm chú nhớ lại, chú nhớ lại cái đường em nuôi em năm trước á, em nuôi năm trước á, thì chú có đi thì chú có đi ra Dương Cung Thánh Đường vào đúng đêm Noel. Mà chú nhớ thế này nè Jimmy, cái người miền Nam cũ á, bất cứ tôn giáo nào vào dịp Noel là họ cũng đổ ra đường đổ ra đường để mà đón cái không khí Noel, chứ họ không phải là con chiên. Đó mà đó là chú nghĩ đó cũng là một cái đặc tính của người miền Nam cũ á. Vậy đó, chứ hãy có lễ mà nó mang một cái tính mà cộng đồng nó vui đó, họ đổ ra thì chú cũng qua trong dòng người đó. À, chú cũng đi lên Vương Cung Thánh Đường, bởi vì ở Sài Gòn thì cái Vương Cung Thánh Đường nó to lớn, một tiêu biểu của Sài Gòn. Tiêu biểu thì chú đi tới Vương Cung Thánh Đường, đi ngang qua một gốc cây cây to, chú thấy một thanh niên ăn mặc bánh bao cũng cỡ như Jimmy vậy đó, còn trẻ lắm nha, ăn mặc bánh bao lắm nha, mà cái người đó là không nhìn vô ngay cái Vương Cung Thánh Đường mà nhìn ngược lại và nhìn đồng hồ tay, mắt giáo giác vậy. Thì chú đi ngang đó, chú nghĩ à đây anh chàng này chắc chờ người yêu, hai người hẹn nhau ra đi chơi đêm Noel. Thì cái hình ảnh đó nó đi qua chú thôi, và chú đi vô Vương Cung Thánh Đường, chú xin dự lễ và cũng xin nói rõ chú không phải là con chiên, không phải là người Công giáo, người khẳng định Công giáo à. Thì khi mà chú xem lễ cho tới nửa đêm nửa đêm người ta lần lượt ra về, lần lượt ra về hết, từ từ chú cũng đi từ từ ra về hết. Thì chú đi ngang cái gốc cây đó, gặp cái người thanh niên đó vẫn còn đứng đó, mà lúc này cái nét mặt là buồn lắm rồi, lúc nửa đêm rồi mà. Nửa đêm buồn lắm nha. Thì chú đi ngang đó, chú đứng lại chú nhìn một cái để mình cám cảnh, mình cám cảnh cho một người mà được người yêu hẹn mà không đến, nhớ chưa? Thì cái hình ảnh đó nó in như trong trí chú. Thì khi chú được nhạc sĩ Nguyễn Đông đề nghị viết bài Noel, thì ngay trong đêm đó chú ngồi vậy, chú phát thảo ra cái bài đó và đưa cái nội dung nó vô kèm với cái hư cấu của mình, nhưng mà lấy hình ảnh là hai người hẹn nhau. Đó là cái xuất xứ của cái bài Noel đó. Mùa Noel đó chúng ta quên bên giáo đường, mùa Noel đó anh dắt em vào tình lời kinh thánh vang cầu, nhìn nhau không nói lên câu vì biết nói nhau gì đâu. Và sau khi cái đĩa có hai bài Noel, trong đó đặc biệt có bài Nguyễn Vũ nữa, là bài Thánh Ca Buồn, Thánh Buồn, còn nhạc sĩ Lương Đông thì bài Mùa Sao Sáng, Bóng Nhỏ Giáo Đường, đó tập trung trong bài đó đó. Thì khoảng chừng hơn nửa tháng sau thì chú được cái nhà xuất bản nhà xuất bản và hãng đĩa đó gửi chú một cái thơ. Cái thơ đó là để gửi nhà xuất bản và hãng đĩa đó nhờ chuyển lại nhạc sĩ Đài Con Trai, chứ họ đâu có biết địa chỉ chú. Và chú không biết người đó tác giả là ai nữa. Thì chú bốc cái thơ ra chú xem, thì chú còn nhớ cái người đó tên là Thanh, anh Thanh. Ảnh giới thiệu ảnh là tôi là tên Thanh. Và tôi không ngờ là cái hình ảnh mà năm rồi tôi chờ người yêu ấy ở Dương Cung Thánh Đường đó, và được nhạc sĩ nha, dùng chữ nhạc sĩ thôi nha, được nhạc sĩ viết nên ca khúc Hai Mùa Này Anh này. Và tôi không biết tôi có được may mắn là người đàn ông đó hay không, nhưng dầu tôi không phải người đàn ông đó, tôi vẫn cảm ơn nhạc sĩ, bởi vì tôi mạn phép nhạc sĩ, tôi đem tặng cái đĩa đó với cái người con gái mà đêm đó không có đến lời hẹn với tôi, và tôi nói hình ảnh đó là tôi, thì người con gái đó mới thấu hiểu được cái tình yêu mãnh liệt của tôi như thế. Mặc dầu giữa tôi cô ấy nó có một sự hiểu lầm, giận nhau, giận nhau mà cũng không đến, nhưng bây giờ chứng minh là cái tình yêu của tôi là đối với cô đó là chân thành. Thành thử là giữa chúng tôi bây giờ rất vui vẻ, và tôi gửi cái thơ này đến nhạc sĩ và cảm ơn nhạc sĩ, dầu cho tôi có đúng hay là không đúng người thanh niên đó. Chú coi cái thơ đó mình thấy sao mà ở trên đời nó có những cái chuyện mà không ngờ như không thế. Không ngờ. Rồi xong thì chú viết thơ, chú trả lời lại đi có địa chỉ, và chú hẹn gặp nhau. Lý do để có xem anh chàng này đúng cái mặt có không,
đúng không? Bởi vì mình đâu có quen anh ta. Chú chị nhớ cái dáng cao cao, người thon thon, không mập lắm mà cũng không đen lắm, không trắng lắm, tóc hớt thế nào, đúng không? Để mình nhận. Thì khi đến quán cà phê gặp nhau, thấy đúng là anh chàng. Ôi trời vậy đó. Tự nhiên là chú thấy là nó có một cái gì gọi là ở trên đời nó có những cái duyên, cái gì mà không bao giờ biết được. Đó, thành thử giữa chú và cái anh Thành đó trở thành bạn nhau. Và khoảng không đầy một năm sau thì cặp đó là đám cưới, và đến đưa cái thiệp chú đầu tiên, nói chú là người đầu tiên mời chú trong trong cái hàng mà gọi người thân quen. Chú và chú có đi đám cưới với hai vợ chồng đó. Và từ đó là chú có giữ mối liên hệ. Nhưng mà sau đó thì thời cuộc biến chuyển, thời cuộc biến chuyển rất có nhiều là không gặp nhau nữa. Và chú cũng không biết bây giờ hai người đó bây giờ ở đâu. Nhưng mỗi mùa Noel về đó, thì khi chú nghe ca khúc Hai Mùa Noel vang lên đó, thì trong lòng vui buồn lẫn lộn. Vui là vì sau mấy chục năm ca khúc mình viết vẫn còn được người nghe, vẫn còn được người hát. Nhưng buồn không biết cái anh chàng ở trong cái ca khúc này bây giờ chân trời góc bể nào, và cuộc sống nó ra sao. Và mình cũng không biết là hai người đó có còn nhớ mình hay không. Và mỗi mùa Noel về đó, thì những kỷ niệm đó nó có làm cho những người đó nhớ về cái chốn xưa không, nhớ về cái nhà thờ cũ không, nhớ về những cái bóng dáng xưa, những kỷ niệm mà có thể nói duy nhất trong đời đó. Đó là cái tình cảm của chú mỗi khi mà hai mùa cái mùa Noel nó trở về. Nhưng nay mùa Noel đến rồi, từng đêm em thức nguyện cầu, cầu cho hai đứa thương nhau. Đêm nay giáo đường vang tiếng kinh cầu, nơi xưa mình em đứng không thấy. Đêm tan lễ bước anh bơ vơ trở về, chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua như mộng ước cũng qua rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Bài Hai Mùa Noel là một cái bài cầu nối cho hai người gặp lại và yêu nhau và cưới nhau. Chú cũng như là ông Mai thứ hai. Và đặc biệt hơn nữa đó, nhưng cái màn ảnh này nếu mà hai nhân vật trong Hai Mùa Noel mà nếu mà có nghe được cái chương trình mà vẫn còn đâu đó bên hải ngoại thì có thể liên lạc với nhạc sĩ Đài Phương Trang. Thì xem như đây cũng là một cái nhịp cầu để cho chú Thành, không chú Thành gặp lại nhạc sĩ Đài Phương Trang, là nhân vật trong bài Hai Mùa Noel. Hôm nay cháu còn nghe mà cháu nổi da gà khi cái bài Hai Mùa Noel nó đẹp quá. Thưa chú, hôm nay mới được biết thêm về cái chi tiết về bài Hai Mùa Noel. Còn một bài nữa mà cháu rất là thích mà hồi nhỏ nghe hoài, đó là bài Hoa Mười Giờ. Chú nói thêm về cái bài hát đó. Thì xuất xứ bài Hoa Mười Giờ thế này. Khi chú bắt đầu viết nhạc chung với anh Thi xong rồi đó, thì tạm gọi là mình cũng có được một chút kinh nghiệm rồi đó. Thì chú mới nghĩ thôi bây giờ mình viết một ca khúc nói về cái nỗi lòng của những chàng thanh niên khi mà lớn lên đó. Lớn lên thường thường có những cuộc tình không trọn vẹn, đa số vậy đó. Nhưng mà chú nghĩ bây giờ ở ngoài gọi là mặt bằng âm nhạc mà viết về những cái nỗi niềm tâm trạng những thanh niên mà tạm gọi là cái từ dân gian đó gọi là người yêu sang ngang đó, phải không? Ta là chú viết không bằng Y Vũ được đâu. Vì ổng đã nổi tiếng thì tôi đi em sang sông rồi, phải không? Quá nhiều, rất nhiều bài. Thế chú mới nghĩ ai là bây giờ mình không viết về cái nỗi đau của thanh niên mà viết nỗi đau của người nữ. Đó, cái xuất xứ ca khúc Mười Giờ đó là chú viết về nỗi đau người nữ. Nhưng mà cái nội dung đó không phải là chú hư cấu, mà nội dung đó là nó xuất phát từ câu chuyện thế này. Cái thời điểm đó thì chú quen với bà xã chú. Mỗi chủ nhật là nghỉ làm thì chú hay lên nhà bà xã chơi. Thì
Trong 5 lần 7 lượt lên chơi thì cũng gặp được 3-4 lần một người bạn của bà xã, làm chung với bà xã. Thì cái mối mà cái mối giao hảo đó nó kéo dài khoảng chừng 5 sau. Thì chú lại không thấy người đó xuất hiện nữa. Thì chú mới hỏi bà xã, hỏi sao cái cô đó cổ không đến đây dây chơi nữa. Thì bà xã mới kể là anh ơi, cổ về quê rồi. Lý do là cổ có một người bạn trai mà thường thường gặp nhau, đó là hẹn nhau sáng chủ nhật hẹn nhau, nhưng mà thời gian vừa qua đó thì người bạn trai đó không biết lý do gì mà để cho cổ đợi, để cổ đợi quá trưa, cổ đợi quá trưa rồi cổ đi về, cổ đi về. Trong khi cổ đi về thì rất buồn vì đi ngang một khu chợ, một chợ trưa đó, còn chưa lại thấy bóng dáng anh chàng đó, bóng dáng anh chàng đó đi với một người đẹp khác mà mặc đúng cái áo tím. Từ cái anh chàng đó khi mà yêu cô này đó thì nói là anh thích em mặc áo tím mỗi lần mình hẹn nhau. Bây giờ cũng cái câu đó nói người khác và đi. Thì cô nói là với một cái tâm trạng mà bị cú sốc mà cú sốc một người phụ nữ mới lớn lên mà và hy vọng là sẽ sau này thành gia thất rồi ha, mà nó xảy ra một cái hiện tượng như thế không có thể chịu nổi, không thể chịu nổi. Thì cô đó mới là làm đơn xin nghỉ việc và về quê luôn. Đó thì chú nghe cái câu chuyện đó thì chú cũng cảm cảnh lắm, theo mình nghĩ cảm cảnh lắm. Và chú nghĩ biết đâu bà xã mình kể câu chuyện này cũng là một cái cách để nhấn mình đó, nhấn mình đó, mình đừng có làm những câu chuyện như thế. Đúng thế, đã yêu thì phải chung thủy. Thì chú giữ trong lòng cái câu chuyện đó cũng một thời gian. Thì sau đó thì chú mới nói với bà xã chú đó, nè mà bây giờ anh lấy câu chuyện của cô bạn thật đó, nha, anh viết thành câu chuyện, mình hư cấu thêm, lấy một cái hình tượng là hoa 10 giờ, bên nó màu tím đó, để thì bà xã chú nghe xong bà xã không ý kiến gì hết, rồi chú lặng lặng chú viết, để rồi viết để cái người nghe đầu tiên bài đó là vợ chú, thì vợ chú có nói là cái đoạn cuối đó, cái đoạn cuối đó anh viết làm sao mà cho người ta nghe người ta cảm cảnh, người ta cảm cảnh được cái nỗi buồn của người nữ bên chúng em, người nữ đó. Thì có thể nói cái bài đó là chú viết lâu nhất là cái đoạn cuối của cái bài qua người vợ em bâng khuâng quay trở về đó. Đúng rồi, mà câu cuối nữa là em thương phận con gái như hoa 10 giờ nở chỉ đẹp giây phút ban đầu. Có nghĩa là dưới cặp mắt của một người đàn ông mà sở khanh đó, thấy không? Thì chỉ đẹp ban đầu thôi, nhưng sau thời gian quen nhau rồi là vẫn là thay lòng đổi dạ để mà đi với người con gái khác. Đó thì cái bài đó chú viết với một cái tâm trạng là nhắc nhở là những anh chàng thanh niên thì khi yêu phải chung tình, mà không có nên là thay lòng đổi dạ. Và đặc biệt với người nữ thì khi mình yêu thì mình phải xem chừng người yêu mình, họ có những biểu hiện gì đó để mà hai bên cùng điều chỉnh, để mà giữ cái mối tình đó cho nó thật đẹp, đừng có để xảy ra những cái điều không tốt, là nó làm cho ở trong cuộc sống của mình đó nó có những cái mối tình mà mỗi khi mà nghe nó thì người ta hay thương cho cái người phụ nữ. Đó là cái thông điệp chúng tôi gửi vào đây đã khúc qua 10 giờ. Thông điệp tôi gửi là phải chung tình. Chị tình. Với chú, chú có chung tình hay không? Với chú thì đặc biệt là câu này là Jimmy hỏi mà có rất nhiều bạn cũng hỏi chú đó. Thế này, trong đời chú đó thì có thể nói chú có một mối tình lớn nhất đối với vợ chú thôi. Chú sau khi biết nhau rồi hai người ăn ở nhau sanh con ra, chú được 3 đứa con ở cho đến cách đây khoảng chừng hơn 6 năm thì vợ chú qua đời. Vợ chú qua đời thì có một số người thì lại nói câu này, nói anh Trang ơi, anh có nhớ nhạc sĩ Y Vân viết bài 65 cuộc đời không? Thì chú nói nhớ chứ, trời anh Y Vân bài đó hay lắm mà em ơi, 60 năm rồi hả, 60 cuộc đời. Nhưng cái thì người bạn nói chú, còn anh viết người yêu cô đơn. Người yêu cô đơn có nghĩa là cái người này yêu cô đơn, phải không? Thì bây giờ hiện tại anh cô đơn nè, là chị Trang đã qua đời rồi. 6 năm nay là anh vẫn sống trong cô đơn, mà thật sự hiện tại giờ chú vẫn sống trong cô đơn.
và chú còn viết bài bài thứ nhì nữa là cái bài đời còn cô đơn, nữa. Nhưng mà cái bài đời cô đơn chú viết trước khi vợ chú mất chứ không phải viết sau. Nhắc đến người yêu cô đơn đó chú, thì vì tiếng hát của Tuấn Vũ đưa cái bài đó vào những năm 80-90 quá là nổi trong cái băng Phượng Hoàng đó, thì nhiều người cứ tưởng đâu là bài đã được sáng tác sau 75. Thì bây giờ chắc nhờ chú nói thêm về cái năm sáng tác và cái hoàn cảnh ra đời của người yêu cô đơn. Thì sau khi chú viết cái bài Hoa 10 giờ rồi đó, thì có một số bạn nói anh Trang viết tâm trạng của người nam đi, tức là khi mà bị người yêu phụ tình đó, thì lúc đó chú mới gọi là can đảm nha, viết về nỗi đau của người nam đó. Thì chú có quen một cái anh bạn cũng tạc tu chú ha, có yêu một cô, hai người yêu say đắm, hai người yêu sớm, và bạn bè của chú mỗi lần gặp nó, ê chừng nào mà gửi thiệp cưới, nghe không yêu say đắm quá gửi thiệp cưới đi, không thì hai người bạn đó là cũng niềm nói sắp sửa đám cưới, sắp sửa đám cưới, cũng như đang lo cuộc sống, mà đang lo về cái nhà cửa rồi hay việc làm mình nó chuyện ổn định để mà tiến tới đám cưới. Nhưng không ngờ sau đó thì lại nghe tin là cô nàng đó là lên xe hòa với một người thanh niên khác, và cái người bạn của chú suy sụp hẳn liền, suy sụp đến độ mà muốn bỏ việc đi, muốn bỏ việc và cũng như giống như là mang vào cái tâm trạng là không còn muốn thiết sống nữa, bởi người đàn bà đó là người đàn bà duy nhất trong cuộc đời của mình, kinh khủng gì đó. Và chú và các bạn mỗi lần gặp nhau là khuyên, nhưng mà khuyên không ăn thua gì. Sau cùng chú nghĩ thôi bây giờ mình không khuyên bằng lời nói nữa, mà mình khuyên bằng ca khúc thử coi. Thì chú về, chú mới viết bài Người Yêu Cô Đơn. Cái thông điệp là bạn mình đang cô đơn, bạn mình đang sống với cô đơn, và bạn mình đang khổ với cô đơn. Bây giờ làm sao mà xem cái cô đơn đó nó là người yêu của mình, người tình của mình, lúc nào cũng bên cạnh mình, là cô đơn đó. Cô đơn đó. Cái nỗi cô đơn là người tình của mình, là người yêu của mình đó. Chứ không phải cô đơn là một cái gì mà nó làm cho mình khổ sở. Cái cô đơn đối với mình bây giờ nó là người yêu. Mà khi mình ngộ ra thì mới hiểu được, còn nếu mình không ngộ ra thì cô đơn nó giết mình. Thành thử là chú mới viết lại trong đó, trong cái đoạn điệp khúc chú viết đó, tôi yêu cô đơn như tình nhân. Tôi yêu cô đơn như tình nhân. Đó là câu đẹp. Là tôi quen, tôi đã quen rồi em. Bởi vì nó là người yêu mang tên cô đơn. Đúng là người yêu mang tên cô đơn. Và cái tựa người yêu cô đơn tức là yêu cô đơn đó. Và khi chú viết xong, chú lên nhà người bạn, hát cho người bạn nghe. Người bạn nghe qua một lượt. Cái chú nghĩ nếu mà người bạn đề nghị chú hát một lần nữa là người bạn có thấm một cái câu nào trong cái bài đó, thấy hình bóng mình qua một từ nào, một câu nào trong đó, thì tất nhiên chú hát xong một bài, cái chú hỏi nghe được không, cái người bạn chú cho nghe lần nữa, tự nói cho nghe lần nữa, chú hát lần nữa, mà lần thứ nhì chú hát đem hết cái hồn vô nha, những cái chỗ mà tôi yêu cô đơn như tình nhân nữa ha, trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, đại khái để cho là mình chấp nhận cô đơn, nghe không chứ mình không có xem cô đơn là nó giết mình. Thì sau đó người bạn nói thôi anh cho tôi xin bài này, xin bài này để mà cũng như kỷ niệm đó. Thì chú nhớ lúc đó đó, không phải như bây giờ đâu, không phải như bây giờ còn khô tô còn bi đâu. Hồi xưa là cái bài viết xong phải nhờ một người mà ta chuyên môn về extension á. Extension tức là người ta viết lên cái giấy giống như là cái giấy sáp á. Giấy sáp rồi mới quay Romeo, nhớ không? Thì chúng tôi được hẹn để tôi về tôi viết. Rồi xong đó nè, cái người bạn nói anh nhớ xong rồi cho tôi một bản nha. Thì chú quay Romeo xong chú gửi cho bạn lên bạn, và sau đó thì cái nỗi buồn của người bạn chú đó nó nguôi dần nguôi dần nguôi dần nguôi dần nguôi dần luôn cho mãi về sau luôn. Đó, thành thử là chú nghĩ còn cô đơn không chứ? Người đó, nhưng mà người đó cũng là nghĩ tới cái chuyện mà phu thê, nghĩ tới cái chuyện mà lập gia đình với một người con gái khác,
thì người đó không nghĩ. Nhưng mà người đó bớt buồn, vượt qua được. Yeah. Đó là sức sướng của mình. Cũng là cái điều thuốc tốt đối với những ai thất tình đó quý vị. Đúng rồi. Chú nhớ là bài này là ai người thâu đầu tiên không? À, cái bài Người Cô Đơn này đó thì cái người đầu tiên nó cũng có gọi là gì, ở trong cái âm nhạc á, nó có những cái mà nhiều khi mình không ngờ nó xảy ra như vậy. Ví dụ như chú viết Người Cô Đơn đó, tâm trạng của người nam. Nhưng mà khi cái nhà sản xuất đưa ra phổ biến ra đĩa để bán ngoài thị trường thì lại là một nữ ca sĩ, nhưng mà nữ ca sĩ đó có tiếng thời đó. Đó là nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lớn làng dù rằng tôi chẳng lối gì. Đời tôi cô đơn nên yêu mai đây em lên xe hoa bước theo trường. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng tránh em. Tôi quen rồi những chuyện gian dở từ khi mới yêu. Tôi đã quen rồi em. Giang dở khi tình yêu tôi không say trên bàn. Sau sự thành công của chuyến du lịch Nhật Bản mùa xuân hoa đào năm 2023, Mi Vân Entertainment xin giới thiệu đến với tất cả quý vị chuyến du lịch Nhật Bản và Đại Hàn vào mùa xuân năm 2024 ngắm hoa anh đào từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2024. Nhật Bản và Đại Hàn đẹp nhất là vào hai mùa, mùa xuân và mùa thu. Cho nên chuyến hành trình đến đất nước Nhật Bản đầy thú vị vào mùa xuân để cùng chiêm ngưỡng hoa anh đào, cùng khám phá những địa danh nổi tiếng tại đất nước mặt trời mọc như thủ đô Tokyo, hay ghé thăm Oshinohakai, ngôi làng cổ dưới chân núi Phú Sĩ. Điểm đặc biệt toát lên ở ngôi làng không chỉ bởi phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời mà còn là hình ảnh của những ngôi nhà truyền thống hay những phong tục tập quán đặc sắc còn được giữ lại trong làng. Tour lần này, quý khách sẽ được trải nghiệm uống trà đạo hay sẽ được trải nghiệm mặc kimono yukata ghé thăm phố cổ Chiyon. Cố đô Kyoto hơn 1.100 năm tuổi của Nhật Bản, nổi tiếng với 4 mùa xuân hạ thu đông. Thăm các thắng cảnh nổi tiếng mùa xuân ở Kyoto, thăm chùa vàng Kim Khắc Tự hay chùa Bạc. Bên cạnh đó, du khách sẽ được ghé thăm Nagoya, Nara, Kobe, Osaka. Còn khi đến với Đại Hàn, quý khách sẽ được viếng thăm thủ đô Hán Thành, tức Seoul, thăm cung điện hoàng gia Gyeongbuk, được coi là công trình nghệ thuật nổi tiếng và có phong cách và kiến trúc độc đáo đẹp nhất ở Hán Thành. Chúng ta sẽ tham quan đảo Nami xinh đẹp và bình yên với hệ thực vật hơn 200 loại cây khác nhau và thưởng thức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc Nantaso. Đặc biệt, mỗi vị khách tham dự sẽ được tặng bảo hiểm du lịch và những món quà do Mi Vân Entertainment gửi đến quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc Jimmy 801-916-2745 hoặc anh Kit 714-261-7888. Mi Vân Entertainment trân trọng kính mời. Cô là người thâu đầu tiên. Thâu đầu tiên. Mà cháu nghĩ là nếu mà quý vị nào thời điểm đó mà nghe một người nữ mà hát Người Yêu Cô Đơn thì lại thấm hơn bao giờ hết, đúng không? Thì đó là một cái thành công của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Mà Jimmy nhớ có một cái, Jimmy đang có giữ bên Mỹ một cái tờ nhạc Người Yêu Cô Đơn. Ghi tác giả không phải Đài Phương Trang mà là Phạm Vũ Anh Tứ. À đúng rồi. Nhờ chú nói về cái tên Phạm Vũ Anh Tứ. Thì khi tôi viết nhạc đầu tiên đó thì lấy tên là Thanh Viên, viết chung với anh Thi. Và sau đó thì tôi có một cái bút danh mới nữa là Đàn Phương Trai, tức là Đài Phương Trang đó. Sau này đến một giai đoạn là có những cái đĩa là trong đó tôi tham gia, thí dụ cái đĩa nó có 8 bài mà tôi tham gia tới 4 bài.
Thì bây giờ nếu mà để tên bốn cái tên đại phương trang, bốn cái tên thành viên thì nó cái người mà bỏ tiền ra mua cái đĩa đó, người ta mua cái đĩa này chỉ có lanh quanh có mấy dòng nhạc sĩ à, còn mua cái đĩa kia thì là rất nhiều nhạc sĩ, nó có nhiều màu sắc, thành thử là tôi có lấy thêm, chú lấy thêm một bức mới nữa, thì lúc đó mình cứ mới nghĩ tên thật của mình là Phạm Văn Tứ. Bây giờ nếu mình để tên Phạm Văn Tứ thì nghe nó mộc mạc quá, thì thôi bây giờ giữ chữ Phạm, giữ chữ Tứ, còn chữ Văn chính giữa thì chữ V đầu tiên thêm chữ U dấu ngã nữa là Vũ, còn chữ A Anh là đằng sau, thấy không, bỏ dấu Á đi, thêm chữ H vô là Anh, ráp lại là Phạm Vũ Anh Tứ. Đọc nó nghe nó cũng có vẻ êm tai và nó có vẻ văn học tí. Dạ đúng. Và đó là cái lý do mà chú lấy cái tên là Phạm Vũ Anh Tứ. Trời, thần hay á, mà Chi Miên lại tưởng giống như là một nhân vật kiếm hiệp trong phim bộ. Và về cái Phạm Vũ Anh Tứ này đó, thì chú có một kỷ niệm về nhạc sĩ Nguyễn Đông. Nhạc sĩ Nguyễn Đông mà sau thời gian 75 thì có một dịp đó nhạc sĩ Nguyễn Đông mới nói chuyện với cái chú. Nói, anh Trang, tôi mới vừa tiếp diện với một người là viết báo ấy, mà họ hiểu lầm Đại Phương Trang đó. Họ hỏi tôi, hỏi tôi anh Đông ơi, ở bên cái nhóm các hãng đĩa anh đó, tôi thấy có một nhạc sĩ tên là Phạm Vũ Anh Tứ. Phạm Vũ Anh Tứ này có phải là tên thứ nhì của một nhạc sĩ nổi tiếng không? Và cái người đó có nói cái tên nhạc sĩ nổi tiếng ra luôn. Nhưng mà anh Đông anh nói vì lý do tế nhẹ, tôi không cho Đại Phương Trang biết cái tên người đó là ai. Nhưng cái nhà báo đó nói là Phạm Vũ Anh Tứ là tên của một nhạc sĩ đó. Okay, vậy. Thì nhạc sĩ anh Đông mới nói tôi mới trả lời nhà báo đó, tôi với tư cách là nhà sản xuất và là chủ của những cái đĩa mà có tên Phạm Vũ Anh Tứ. Tôi xin xác nhận đó là không phải ông nhạc sĩ đó, mà Phạm Vũ Anh Tứ là tên thứ nhì của nhạc sĩ Đại Phương Trang. Nếu mà quý vị mà còn giữ những cái tờ nhạc gốc á, như Jimmy đang cầm cái tờ Giấc Mơ Một Ngày Phép nè, thì quý vị thấy cái tờ nhạc của Người Yêu Cô Đơn thì ghi là Phạm Vũ Anh Tứ, mà trong cái mục lục phía sau đó thì ghi Người Yêu Cô Đơn thì lại là của Đại Phương Trang. Đại Phương Trang đây, trong cái tờ này nè, đây đúng rồi, đây của Đại Phương Trang. Thì nếu quý vị nào tính ý là quý vị biết là của nhạc sĩ Đại Phương Trang liền. Nhạc của chú là dễ bị gây hiểu lầm của những người nhạc sĩ khác. Ngoài bài Người Yêu Cô Đơn thì Jimmy còn giữ trên tay bài Nhật Ký Tình Yêu, cũng ký với bút danh là Phạm Vũ Anh Tứ. Nhắc đến chú thì bên cạnh những bài hát về Bolero, Hoa 10 giờ rồi Người Yêu Cô Đơn quá nổi tiếng, thì chúng ta còn phải nhắc đến một cái dòng nhạc tách biệt khỏi Bolero, đó là dòng kích động nhạc. Từ đâu mà chú lại viết kích động nhạc như vậy? Thì có thể nói đó, cái thời trước đó, khi mà cái giọng ca Hùng Cường, Mai Lê Quyền xuất hiện ở trên cái làng âm nhạc đó, hát những bài của Trịnh Lâm Ngân, thì đó là giống như là một khuynh hướng mới, một luồng gió mới, một phong cách mới, nó làm cái âm nhạc nó sôi động hẳn lên. Bên cạnh những cái ca khúc mà thính phòng, những ca khúc mà mang âm điệu buồn, hay là những ca khúc nó cũng tươi vui, nhưng mà cái tươi vui hồi trước đó nó chỉ là thí dụ như Bạch Sô Đốp, thí dụ chẳng hạn như bài Dừng Bước Giang Hồ của nhạc sĩ Hoàng Trọng chẳng hạn, đó vậy thôi, chứ nó không có những cái tiết điệu sau này. Tiết điệu sau này cũng như Ugogo, Huli Guli, rồi Tuyết, đó thì với một cái nhãn quan của những nhà sản xuất âm nhạc thì những nhà sản xuất âm nhạc thời gian trước đây bao giờ cũng muốn những sản phẩm của mình có thêm những ca khúc mà nó mang cái hơi hướng là sôi động, kích động nhạc, mà hồi xưa là không dùng chữ sôi động mà dùng kích động nhạc. Thí dụ như các bạn có nhớ không, hồi xưa mình xem những cái bài nhạc nhìn thấy ban kích động nhạc Khánh Băng Phùng Trọng đó, nhưng mà thật ra cái ban nhạc đó cũng giống như ban Venture của Mỹ, cũng dùng ba cây guitar rồi bổ battery, phải không? Vậy đó. Nhưng mà Venture thì họ chuyên về bên country, nhưng mà họ ngã sang country rock, rồi country blue, rồi country đủ thứ. Còn bên mình thì
mang cái dòng là kích động nhạc, nhưng mà vẫn mang cái giai điệu là hơi thở Việt Nam. Dạ, đúng. Hơi thở Việt Nam. Thành thử là những cái bài mà sôi động kích động nhạc của Trịnh Lâm Ngân có thể nói là chiếm lĩnh thị trường. Cái số lượng đĩa bán ra và số lượng những ca khúc này bán có thể nói là vô số kể. Hai trái tim vàng là nhiều lắm, nhiều gặp lắm. Nhau trên phố hai trái tim vàng đủ thứ đó, mình không thể kể hết được. Thì lúc đó thì vì chú cũng là một nghệ sĩ sáng tác, mình cũng sáng tác để cho các hãng đĩa người ta bán ra được, thì chú cũng viết được. Bởi mình nghĩ mở mặt này chút xíu, có thể nói nhạc sĩ ở nhạc miền Nam xưa đó không phải viết một thể loại, đúng, mà viết rất nhiều thể loại, viết rất nhiều thể loại, và thể loại nào cũng có dấu ấn. Lý do là cái thời đó không phải như bây giờ, thời đó đâu có đàn điện tử, chỉ có Fender rồi thôi, còn cái đàn organ thì nó vẫn còn thô sơ lắm. Thì hồi xưa mà gọi là một người nào mà đánh nhạc ra đó là người đó là siêu lắm, chứ không phải bây giờ mình đánh điện tử phải không? Đó, mà mỗi thời nó có cái khác. Thành thử thời đó thì chú cũng gọi là chú cũng bước vào con đường viết nhạc sôi động với Hùng Cường, Mai Lê Quyên hát. Thì chú cũng viết được một số bài, thí dụ như là thí dụ như bài Giận Nhau Mất Vui nè. Anh hỏi em yêu một câu, rằng người đẹp sao hay nói, yêu lính yêu trên đầu môi thì tôi chớ xin nhiều lời. Tại anh mà thôi, làm sao người ta thèm nói. Hỏi anh sao mãi lâu anh không lại nè, anh cứ trách em hay nhiều lời. Nhà mình đói em, mình đừng nên hỏi tại sao. Bài Yêu Anh Yêu Em nè, Chuyện Đôi Ta nè. Rồi bài này nữa phải không? À đúng rồi, giống bài này với... là ông Hùng Cường hát. Ông Cường hát. Yeah. Mà có thể nói tất cả những bài xưa mà gọi là nhạc sôi động kích động đó. Mà nếu không có giọng ca Hùng Cường với Lê Quyền thì nó lại là không có được ưu ái nhiều. Mặc dù có rất nhiều giọng ca cũng song song với anh Hùng Cường, nhưng mà nó không bằng. Nó không bằng vậy là... cho nên là chúng ta thấy là nhạc sĩ Đài Phương Trang cũng rất là đa dạng. Và một cái đa dạng việc phải không ngờ là dòng nhạc Đài Phương Trang mà được trình bày qua tiếng hát của Khánh Ly. Chú thêm nó một bài về mà của Khánh Ly hát. Đó. Không ngờ. Bài Giọt Mưa Khuya. Ca khúc Giọt Mưa Khuya. Và khi tôi bài này tôi viết chung với nhạc sĩ Thăng Long, là tác giả của ca khúc Quen Nhau Trên Đường Về rất nổi tiếng. Minh Hiếu hát. Đúng. Thì khi tôi được anh Thăng Long báo là anh Trang ơi, cái bài Giọt Mưa Khuya của mình Khánh Ly thu, thì tôi rất vui. Rất vui mà rất ngạc nhiên. Bởi vì Khánh Ly là hát cái đâu phải hát cái giọng nhạc của bên mình. Nhưng mà không ngờ với cái giao tế và với cái lịch lãm lịch thiệp của anh Thăng Long, mà có thể nói là Khánh Ly đã thu thành bài này, thì có thể nói là tôi có một niềm vui đặc biệt. Nức nở lòng tôi tê tái, mưa khóc thương ai, mưa rơi âm thầm gọi ai giữa đêm, mưa khóc thương ai, có phải mưa khóc nhân loại đang chìm vào trong vũng sâu không biết nơi đâu là bến, mưa khóc thương ai, mưa rơi từng giọt lòng tôi đau đớn, mưa khóc thương ai, ai khóc nực mình còn đang chiến tranh, mưa khóc thương ai, ai còn gieo oán gieo sầu, mai đầu còn vòng khăn xô, ai biết ra sao tình người. Tiếng mưa rơi ngoài hiên như khóc thương ai lầm than, tiếng mưa rơi triền miên thương cánh chim non lìa đàn, ai nỡ đang tâm chia non nước này thành ra đôi ngã. Nghe tiếng mưa khuya mưa rơi nức nở lòng tôi xót xa, mong đến mai đây không còn ngăn cách đời bờ, để người người thôi ghét nhau, để tiếng mưa không ngậm ngùi. Viết hẳn cái dòng của Bình Khánh Ly, nhưng mà có được Khánh Ly hát một bài mình thì đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Và nhân
tiện nói về Khánh Ly hát bài Giọt Mưa Khuya. Dạ. Thì không những Khánh Ly mà ca sĩ Lệ Thu cũng là hát dòng nhạc Khánh Ly thì cũng thâu thanh tôi hai bài mà do nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đề nghị. À, chứ không phải Thăng Long. Nguyễn Văn Đông đề nghị hai ca khúc mà Lệ Thu hát cho tôi đó. Mặc dù bây giờ nó không có được bay bổng lắm nhưng đó là kỷ niệm. Thì được mang tên là Tình Sử Một Dòng Sông. Và bài thứ nhì mang tên là Phiên Gác Giao Thừa. Mỗi độ xuân về mai vàng nở rộ ven biển, đồn anh đóng bên khu rừng biên giới thâm xuyên, đến trên đầu tay đã hơn 300 ngày kể từ tuần xưa ngày anh nhập ngũ, khoác áo trình biên đóng nơi khu rừng già nở đầy hoa mai. Còn nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thì có Phiên Gác Đêm Xuân. Đúng rồi, đúng rồi. Hai cái bài cũng tự tự giống nhau đúng không? Dạ. Bài Giọt Mưa Khuya này chú viết theo cái điệu blue. Blue. Dạ. Một cái hình ảnh khác của chú. Thì có thể nói thế này nè, Jimmy. Khi mà cái dòng nhạc blue này đó nó du nhập vô miền Nam cũ á, thì nó cũng gây cho các nhạc sĩ sáng tác đó một cái cảm hứng sáng tác mới. Nó khác hẳn với slo. Trước đó thì là slo, slo thường thôi. Slo thường thôi. Rồi sau này cái dòng nhạc mà slo này nó du nhập thêm, nó gắn thêm một chữ nữa. Slo rock. Đó thì cái slo rock này nó mang cái nét là rộn ràng hơn chút. Rộn ràng hơn chút à. Nhưng mà cho tới khi blue xuất hiện thì blue này nó nằm ở trong dòng nhạc jazz. Blue nó nằm trong nhạc jazz. Thì cái blue này á, nó cái tính chất của nó khác của slow và slow rock. Bởi vì nhạc blue này đó, theo chú tìm hiểu á, thì nhạc blue này là một trong những dòng nhạc mà nói lên tâm trạng của người da đen khi mà họ sang nước Mỹ họ ở. Quê hương của họ là Phi Châu. Họ sang nước Mỹ họ ở và với thân phận khi mà nước Mỹ mới thành lập thì thân phận người da đen có nhiều thống khổ. Do đó họ mới mượn những ca khúc của họ để nói lên tâm trạng. Và cái thể loại mà họ dùng là thể loại blue. Nó buồn. Buồn. Buồn mà mang mát mà có những cái đoạn mà họ cất lên. Họ cất lên. Họ cất lên để mà họ đưa hết cái gọi là cái nỗi đau của họ lên tột cùng. Và có những cái quãng mà họ hát mà nó chỉ có người da đen mới sáng tạo ra những cái quãng của nhạc blue mà đúng cách da đen. Thí dụ như những nhạc sĩ mình Việt Nam đi, mình viết blue cũng viết blue nhưng mà không bao giờ mà có được những cái giai điệu giống như họ. Mà nếu có giai điệu giống như họ thì lại hơi lai rồi. Nó thành thử chú thấy nhạc sĩ Việt Nam mình cũng có những cái gọi là cái ưu điểm tiếp thu tinh hoa của họ nhưng không làm y chang, pha cái hồn mình vô, pha những cái gọi là dân ca của mình, những điệu hò, điệu lý, điệu chèo ha, điệu hát sẩm gì ha, đưa vô để mà mình biến hóa ra thành một cái blue của Việt Nam, một cái sự rock của Việt Nam, một cái kích động nhạc Việt Nam, một cái màu Việt Nam. Màu Việt Nam. Và đó là cái lý do mà tại sao những cái bài mà khi mình đạt được những điểm đó, mình đưa hết cái hồn mình vô, mình trải hết cái hồn mình vô trong đó, và nếu mà đúng chất đó, thì không sớm thì muộn, hữu sở tự nhiên hương, những cái bài đó nó sẽ sống mãi thời gian. Còn những cái bài mà nếu mình viết mà mình viết hời hợt, mình viết gọi là mình viết mình chạy theo để mà cho có mặt đó thì với thời gian thì nó sàng lọc. Với thời gian nó sàng lọc hết. Và theo chú nghĩ thì trong đời một người sáng tác bao giờ cũng phải trải qua tất cả những cái đó. Mình viết được 10 bài mà còn được 1-2 bài là tốt lắm rồi. Cái đó và đặc biệt khi mà mình đã
đã toàn tâm toàn ý mình hiến cả cuộc đời mình cho sáng tác rồi đấy ha, thì làm sao mà cho những cái đứa con của mình mà đời sau nó bằng hoặc là hơn đời trước, thì đó là một điều may mắn lắm. Thì thế này, thật ra nó thì về cái nội dung đó, thì thật ra thì ai cũng muốn viết nội dung cho nó có nhân văn, và nội dung nó có một cái gì mà nó đem lại một cái lẽ sống cho con người, cho nó đẹp, mọi người thương yêu nhau, và để cho cuộc sống càng ngày càng tươi đẹp, cũng như những mối tình là nó không có trắc trở nữa, đến với nhau là toàn vẹn, và nếu có trắc trở thì nó cũng nhẹ nhàng thôi. Đó, thì khi mà chú với chú Thăng Long này viết bài Giọt Mưa Khuya này, thì nó thật ra cái Giọt Mưa Khuya này đó đâu phải là một cái đề tài mà độc quyền của ai, ai viết cũng được. Mà chú còn nhớ nha, cái thời gian chú Thăng Long viết bài này đó, thì anh Trúc Quân đã có bài Mưa Nửa Đêm là quá nổi tiếng rồi. Nhưng mà với cái Giọt Mưa Khuya thì với một người sáng tác, một người làm thơ, một người viết nhạc, thì bao giờ nó cũng là một cái động lực, một cái hình ảnh, một cái xúc cảm mà để cho mình lấy hình ảnh đó mình trải lòng mình qua, mình nói lên thân phận con người, thân phận cuộc đời, hay là những cái mong muốn, những cái hoài bão của con người càng ngày làm sao cho cuộc sống này càng trở nên tươi đẹp. Đúng chú. Dòng nhạc của chú Jimmy thấy là vừa đa dạng mà không chỉ dừng lại ở trước 75 mà sau 75 vẫn sáng tác rất là dồi dào. Hình như có một bài tiếp nối của Nghĩa Cô Đơn mà chú sáng tác sau 75 phải không? À đúng rồi. Cái bài đó xuất xứ thế này. Dạ. Yeah. Cái người mà chú nói ở trong cái Nghĩa Cô Đơn đó, yeah, người thanh niên đó, yeah, thì sau này cái người đó về dưới Long An ở, yeah, ở quê Long An. Yeah. Thì có một lần thì chú về thăm người bạn đó, yeah, thăm người bạn. Thì sau khi ôn lại kỷ niệm mà, yeah, cái chiều rồi, chiều rồi cái người bạn mới đưa chú ra cái đường Hương Lộ đó, để mà đi về. Yeah. Thì trên đường ra Hương Lộ á thì lại gặp mưa, mưa tầm tã. Yeah. Ở bên đường có một cái quán lá, đúng là hai anh em mới kéo nhau vô đó, thôi ngồi vô đây mà uống ly nước dừa lên ha, thì chờ hết mưa về. Trong quán đó có một cô gái bán quán và người dân quê mà, thì cô gái đó thấy hai chú với người bạn vô uống đó, thì sau khi đem nước dừa ra xong này thì cổ lại cách xếp của cổ, con nhấn cái cục, nhớ hồi xưa escape có nhấn cái cục đó, nhấn xuống là cũng nhấn lên. Cái thì chú cũng nghĩ là chắc cổ cho nghe để mình qua thời gian thôi. Không ngờ cổ nhấn lại nghe cái bài Tuấn Vũ hát Người Yêu Cô Đơn. Tuấn Vũ hát đó. Tuấn Vũ hát thì cái người bạn chú, anh Trang, bài anh đó, thì chú cũng nhỏ thì cứ nghe đi. Mình bây giờ chú nghĩ mình để cho cô đó biết thì nó ngại ngùng lắm, thấy không? Ngại ngùng lắm. Nhưng nó thật, một người ca sĩ và một người nhạc sĩ có những cái mức độ người ta biết đến, nhưng mà người ca sĩ mà khi mà đã có đẳng cấp rồi đó thì người ta biết rất nhiều. Còn người nhạc sĩ mà giàu có nổi tiếng kết mấy đi nữa cũng vẫn có một số người không biết. Bây giờ cái tần suất xuất hiện của người nhạc sĩ rất ít. Được rồi, thành thử chú không cho cô đó biết chi, cứ ngồi nghe. Ngồi nghe xong hết bài đó rồi trời giấc mưa. Giấc mưa thì chú với người bạn nó chia tay ra về. Ngay đêm đó, ngay đêm đó chú về chú nằm, mấy mươi năm rồi phải không, mấy mươi năm mình viết bài này rồi, vậy mà chiều nay mình còn nghe lại bài này, mà mình nghe lại không phải là mình tự nghe, mà nghe qua một cái quần chúng ở ngoài, người ta thích cái bài đó người ta mới nghe. Thì chú nghĩ hay là thôi mình viết tiếp, mình viết tiếp lại cái Người Cô Đơn, và mình hư cấu thêm, hư cấu thêm là tới bây giờ mình vẫn còn cô đơn, tức là mình vẫn còn cô đơn. Thì sau đó thì cái đoạn phim khúc đầu, cái điệp khúc á, thì chú nhắc lại cái lý do mà chú viết Nghĩa Cô Đơn. Năm 18 tuổi tôi yêu nhưng mà cuộc tình không thành. Rồi sau đó chú nói là cuộc đời nó những cuộc tình của chú giống như những chiếc thuyền tình nó trôi lên lên, còn cuộc đời của chú thì nó lông đông, nó giữa dòng đời bão dông, mình cũng không có thành công trong một cái ngành nghề nào, đúng không?
Và đến bây giờ khi mình nghe lại bài này mình vẫn còn cô đơn. Và trong khi đó thì có thể là những người mà đã biết mình, quen biết mình, bây giờ họ có một cuộc sống êm ấm, thì mình cũng mong cho họ có cuộc sống êm ấm. Còn mình thì mình chấp nhận, mình chấp nhận là cái cô đơn của mình. Do đó chứ mới viết cái ca khúc là Người Yêu Cô Đơn Hai. Đầu tiên ngay trong đêm tới chú viết Người Yêu Cô Đơn Hai. Sau đó thì chú mới nhờ một người bạn, nhờ bạn là tìm cách để mà phổ biến cái bài Người Yêu Cô Đơn Hai này. Thì lúc đó thì khi ở bên Túc Hồ á, tiếp nhận bài này, thì tiếp nhận bài này thì có liên hệ chú, nói chú Trang ơi, ở bên Hải Mãi này đó cũng có một bài Người Cô Đơn Hay rồi, có bài Người Cô Đơn Hay rồi, muốn một nhạc sĩ nào viết đó, nhưng mà có một số người ta cứ nghĩ rằng Người Cô Đơn Hay là tiếp tục cái bài Người Cô Đơn của chú, thành thử bây giờ chú ra Người Cô Đơn Hay nữa, thì hai bài Người Cô Đơn Hay biết bài nào là của chú, thì thôi bây giờ cái đoạn cuối của chú có viết là đời còn cô đơn, ai vui say rất nồng, riêng tôi đời còn cô đơn. Thôi bây giờ lấy bốn chữ đời còn cô đơn viết cái tựa này, ok nha. Thì sau khi trao đổi thì chú cũng thích nó hợp lý, đó, và bắt đầu từ đó thì nó xuất hiện cái bài đời còn cô đơn. Và ca sĩ đầu tiên hát là ca sĩ Duy Linh. Lòng tôi chôn vùi một mối tình, mười năm qua rồi chưa lãng quên. Chuyện xưa day dứt mãi trong tim, giọt sầu cháy trong đêm, thương cuộc tình đã dở dang. Làm sao quên được thuở ban đầu, bây giờ thành nỗi đau. Đời tôi năm tháng vẫn lông đông, thuyền tình vẫn lênh đênh giữa dòng đời đầy bão giông. Chiều nay dừng chân quán bên sông mưa tầm ta, chợt nghe bài ca cũ mênh mang một nỗi. Bài ca gợi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa, ai vui say giấc nồng, riêng tôi đời còn cô đơn. Và sau đó thì đến ca sĩ Trường Vũ, rồi ca sĩ Quang Lê, rồi ca sĩ rất nhiều. Có Tuấn Vũ hát. À đúng rồi, đặc biệt sau này Tuấn Vũ hát chung với Sơn Tuyền. Tức là ra và hát với cái hình thức là liên khúc Người Yêu Cô Đơn và Đời Còn Cô Đơn. Nhưng mà chú nhắc đến nhạc sĩ Trúc Hồ và Ira đó, thì chúng ta cũng phải có một cái lời nhắc và một lời khen cho trung tâm Ira và nhạc sĩ Trúc Hồ. Cái thời điểm những năm 90 thì các nhạc sĩ của chúng ta ở miền Nam còn kẹt lại bên này, thì không biết đời sống ra sao và không biết sáng tác của họ như thế nào. Nhưng mà nhờ cái màn ảnh của Ira mà một số những tác giả được nhắc nhớ lại, như nhạc sĩ Đại Phương Trang với Người Yêu Cô Đơn, và những bài mới của nhạc sĩ Đại Phương Trang cũng được phổ biến trên Ira. Ngoài Đời Còn Cô Đơn hình như còn thêm một bài nữa. Là sau đó thì ca sĩ Duy Linh hát thôi thêm hai bài nữa. Hai bài. Là bài Nghe Em Hát Lý Qua Cầu. Và bài Tình Cầm. Nhưng mà Jimmy chú ý nhất là một bài mà không ngờ là của nhạc sĩ Đại Phương Trang, là một bài theo điệu nhạc nhanh đó. Đúng rồi. Đó là bài Trái Tim Sỏi Đá. Tác giả đây. Là do ca sĩ Lê Tâm trình bày. Trái tim sỏi đá, trái tim sỏi đá, hễ u bao ngày qua. Trái tim sỏi đá, trái tim sỏi đá, sẽ nát tâm hồn ta. Trái tim sỏi đá, trái tim sỏi đá, xóa hết bao tình thơ. Trái tim sỏi đá, trái tim sỏi đá, xóa hết bao mộng mơ. Và khi chú nhớ thời điểm đó nha, thời điểm đó thì
Thì mọi người á, thì khi gặp chú á, thì hay nói thế này, à lúc này anh còn viết bolero nữa không? À vậy thôi, anh còn viết bolero nữa không? Thì chú nói không, bây giờ tôi chuyển sang viết cha cái mấy người bạn nói, ơi, cha rồi mày chuyển sang á. Cái chú mới nói, cũng đâu có cái gì mà gọi lạ lẫm lắm đâu. À, rumba, rồi bolero, cha hay là gì đó. Nó cũng là những cái thể loại mà các anh em nhạc sĩ ai cũng viết được. Nhưng cũng không ngờ, cái bài Trái Tim Sợi Đá của chú á, viết rất nhanh và rất ngắn. Rất ngắn, cái bài ca khúc nó rất ngắn, mà chú viết rất nhanh. Và khi mà đưa sang phổ biến, nó cũng được phổ biến rất nhanh. Đã đúng rồi. Và người ta nhiều khi ta không nhớ hết bài mà chỉ nhớ Trái Tim Sợi Đá thôi. Trái Tim Sợi Đá thôi cái đó thôi. Là chú đã thành công trong cái vấn đề về nhạc dạ vũ. Dạ vũ đó. Cha rồi. Đúng là cha cha. Thưa chú, hôm nay cháu nói chuyện với chú cháu được biết nhiều về những tác phẩm và những câu chuyện về chú. Ước chi cái chương trình này nó dài mấy tiếng đồng hồ để nghe chú kể không thì hay biết mấy, nhưng mà thời lượng cũng có giới hạn đó. Thì cháu hôm nay cảm ơn chú đã nhận lời chia sẻ về dòng nhạc của Đại Phương Trang, của Phạm Vũ Anh Tứ là của chú. Và để cho khán giả được biết tác giả của Hai Mùa Noel là ai. Một nhạc sĩ mà chúng tôi tạm gọi là nhạc sĩ của cô đơn. Chúc chú những ngày tới nhiều sức khỏe và mong lần tới cháu về thì sẽ có dịp mời chú để nói thêm về những tác của chú. Thì chú thấy cảm ơn Jimmy ha. Đã còn nhớ đến chú và có cùng nói chuyện vui vẻ hôm nay. Chú rất vui. Nhưng mà nãy giờ mình nói những ca khúc chú á, thì chú thấy hình như nó còn thiếu hai ca khúc mà nãy giờ những người ca sĩ đó họ thể hiện mà mình chưa nói tới. Đó là cái bài Căn Nhà Dĩ Vãng. Thì Căn Nhà Dĩ Vãng là một cái bài của chú mà rất nhiều người khi gặp chú thì nói, anh Trang ơi, trong các sáng tác của anh á thì tôi chỉ thích hai bài thôi. Thì chú lắng nghe nha, lắng nghe tôi hai bài gì, coi cái bài đó có phải là Qua 10 giờ không, có phải Người Yêu Cô Đơn không, nhưng mà không, người ta không nhắc, Qua 10 giờ không nhắc Người Cô Đơn, mà cái anh bạn đó lại nhắc, chuyên Căn Nhà Dĩ Vãng, và nhắc Hai Mùa Noel. Lý do, nói tới nhạc sĩ Đại Phương Trang thì người ta chỉ nghĩ tới dòng nhạc bolero, mà bolero nó mùi mẫn á, bolero nó mùi á, mùi đó. Nhưng mà khi mà cái bài Căn Nhà Dĩ Vãng thì nó cũng mùi, nhưng mà cái giai điệu nó có một chút khác, ở cái đoạn điệp khúc đó, nó bốc lên, nó làm cho người ta thấy là Căn Nhà Dĩ Vãng nó có một cái hình bóng, nó muốn khác cái Người Qua 10 giờ hay là Người Cô Đơn. Rồi thời gian trôi chia cách mình đôi đường, tôi chưa ghé về thăm. Sự nghiệp công danh bao năm rồi tay trắng lận đận vẫn còn mang. Nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như xoay vào. Chờn đâu đây bên ly cà phê đắng, người tình hay giang ai. Chiều nay tôi về thăm mái nhà xưa, tìm em nhưng em còn đâu nữa, người xưa đã sang ngang rồi. Một mình chiều nay trên lối nhỏ ngập lá bay, chợt nhìn dàn hoa leo quanh nhà đang nở tim. Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay, lặng buồn tôi quay gót bóng thoáng nghe lệ ướt mi. Sau sự thành công của chuyến du lịch Nhật Bản Mùa Xuân Hoa Đào năm 2023, Mi Vân Entertainment xin giới thiệu đến với tất cả quý vị chuyến du lịch Nhật Bản và Đại Hàn vào Mùa Xuân năm 2024 ngắm hoa anh đào từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2024. Nhật Bản và Đại Hàn đẹp nhất là vào hai mùa, mùa xuân và mùa thu.
Cho nên chuyến hành trình đến đất nước Nhật Bản đầy thú vị vào mùa xuân để cùng chiêm ngưỡng hoa đào, cùng khám phá những địa danh nổi tiếng tại đất nước mặt trời mọc như thủ đô Tokyo, hay ghé thăm Oshinohakai, ngôi làng cổ dưới chân núi Phú Sĩ. Điểm đặc biệt toát lên ở ngôi làng không chỉ bởi phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời mà còn là hình ảnh của những ngôi nhà truyền thống hay những phong tục tập quán đặc sắc còn được giữ lại trong làng. Tour lần này, quý khách sẽ được trải nghiệm uống trà đạo hay sẽ được trải nghiệm mặc kimono yukata ghé thăm phố cổ Chiyon. Cố đô Kyoto hơn 1.100 năm tuổi của Nhật Bản, nổi tiếng với bốn mùa xuân hạ thu đông. Thăm các thắng cảnh nổi tiếng mùa xuân ở Kyoto, thăm chùa vàng Kim Cát Tự hay chùa Bạc. Bên cạnh đó, du khách sẽ được ghé thăm Nagoya, Nara, Kobe, Osaka. Còn khi đến với Đại Hàn, quý khách sẽ được viếng thăm thủ đô Hán Thành, tức Sô. Thăm cung điện hoàng gia Gyeongbuk được coi là công trình nghệ thuật nổi tiếng và có phong cách và kiến trúc độc đáo đẹp nhất ở Hán Thành. Chúng ta sẽ tham quan đảo Nami xinh đẹp và bình yên với hệ thực vật hơn 200 loại cây khác nhau và thưởng thức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc Nantaso. Đặc biệt, mỗi vị khách tham dự sẽ được tặng bảo hiểm du lịch và những món quà do Miwon Entertainment gửi đến quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc Jimmy 801-916-2745 hoặc anh Kit 714-261-7888. Miwon Entertainment trân trọng kính mời. Còn tới bài thứ hai là bài Hai Mùa Noel á, thì có một số người nói tôi rất ngạc nhiên khi tôi biết cái bài Hai Mùa Noel là của Đài Phương Trang. Bởi vì tất cả những bài mà chú viết á, từ khi mà chú chập chững viết bước vào nghề đó, thì có thể nó đa số á, là chú viết tâm thứ. À, mà cái tâm thứ là một cái tâm mà ca sĩ người ta rất thích hát. Những người nào có cái chất giọng mà bolero đó, thì họ thích rất hát tâm thứ. Và họ không có thích hát tâm tưởng. Trong khi đó thì cái tâm trưởng của mình là những ca sĩ nổi tiếng hát rất hay, Duy Khánh, Nhật Trường. Thấy không? Tâm trưởng Duy Khánh, Nhật Trường hát là mình nghe là mình thấy nó lay động con tim, nhưng mà rất ít người hát. Do đó khi mà cái người bạn nói chú là tác giả Hai Mùa Noel thì chú trả lời thế này: thật ra cái lục phủ ngũ tạng của chú á, là chú viết tâm tưởng. Chú thích trưởng, thích trưởng. Rất thích tâm trưởng, nhưng mà chú vẫn viết tâm thứ, lý do đáp ứng nhu cầu thị trường. Mà cái đó là cái chuyện đó là mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà khi mình bước vô tâm thứ mình viết rồi, thì hóa ra mình thấy đâu phải tâm thứ dễ viết đâu. Đâu phải dễ viết. Nếu mà sở trường viết tâm tưởng, nhưng viết tâm thứ khỏi giữ cái bạc. Nhưng mà nó cũng như là nó, khi mình lăn lộn với nó, mình lăn lộn nó thì một thời gian mình cũng tìm ra được những cái hay của nó. Chứ không phải mà mình nghĩ nó không có cái hay. Không có hay rồi. Và một cái mảng thứ nhì nữa là nãy giờ mình không nhắc tới. Đó là Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Phi Nhung Mạnh Quỳnh hay của chú nhất nhiều. Đúng, thì Mạnh Quỳnh hát cái bài chú đầu tiên đó. Và thành công. Phải kể đến là bài Chuyến Xe Miền Tây. Chuyến Xe Miền Tây. Trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây, tôi quen một người em gái. Mái tóc buông bờ vai, ánh mắt say hồn ai, lòng tôi vẫn chưa mở phai. Đường về miền Tây xa, qua bao nhiêu phà bắc, tình cờ ngồi bên nhau, trao dâm câu chuyện vãn. Tuy mới quen nhau, tôi lại thấy lòng đầy bao xuyến sao như đã quen nhau từ lâu. Trời ơi, Mạnh Quỳnh hát trên cầu Mỹ Thuận. Quay ở những cầu Mỹ Thuận. Đi cầu Mỹ Thuận. Quay ngồi trên xe đò luôn. Đó, đó thì bài thứ nhì Mạnh Quỳnh hát chứ nhiều bài. Đúng. Nhưng bài thứ nhì thành công cũng gian dội. Yeah. Và gian dội không những ở nước mà gian dội trong nước luôn. Đó là bài Tình Nghèo Có Nhau. Tình Nghèo Có Nhau. Bài đó Mạnh Quỳnh hát là gắn với anh Mạnh Quỳnh là nghèo đó. Đúng rồi, nghèo đó. Rồi. Và một bài thứ ba nữa là bài thứ ba này là không phải Mạnh Quỳnh Phi Nhung. Mà là Hoàng Lê. Tức là bài Đừng Nhắc Chuyện Lòng. Đừng Nhắc Chuyện Lòng. Đừng Nhắc Chuyện Lòng.
mấy năm cách biệt mình gặp lại nhau. Hoàng Lê, nhưng mà cháu thấy một bài của chú là bài Có Bao Giờ. Đúng rồi, Có Bao Giờ nữa. À, Giáng Thu, đúng rồi, Có Bao Giờ. Đúng rồi. Cái bài Căn Nhà Dĩ Vãng đó, chú câu chuyện đằng sau cái Căn Nhà Dĩ Vãng không? Thì Căn Nhà Dĩ Vãng đó cũng có câu chuyện đó. Cũng câu chuyện là nó cũng liên quan với cái thời mà chú quen một anh bạn ở trên Long Khánh á. Mà câu chuyện đó là câu chuyện của người bạn. Tức là người bạn nó cũng có một cô quen với một cô gái đó ở trên Cẩm Mỹ. Hàng tuần người bạn ở Sài Gòn về thăm. Về thăm thì cuộc tình nó cũng tưởng là sẽ là đi đến kết cuộc là một cái đám cưới hạnh phúc. Nhưng mà sau cùng đó, cô đó thì gia đình lại có cái lối sống là môn đăng hộ đối á. Tức là không chấp nhận anh này không có sự nghiệp. Có sự nghiệp nhưng mà sự nghiệp nó không gọi là nó không có gọi là nó không đem lại một cái giàu sang cho người ta đó. Thì cô ta lại được người mai mối, một người ở Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng, thành thử là cái cuộc tình nó không trọn vẹn. Thì chú có viết một cái bài đăng trên báo Thanh Niên. Cái tựa đó là Hai Bóng Hồng Trong Một Ca Khúc. Hai Bóng Hồng Trong Một Ca Khúc. Bóng hồng đầu tiên là cô đó. Bóng hồng thứ nhì là sau khi anh chàng đó là bị cô đó là phụ bạc là đi lấy chồng, thì anh chàng đó là đến một cái quán cà phê đó, quán cà phê nhạc đó. Mà cái cô Thu Ngân đó thì lại có nét đẹp giống như người đẹp của mình. Thì người thanh niên đó cứ xem cái cô thiếu nữ đó là một hình bóng của người yêu của mình. Nhưng không ngờ một thời gian sau cô đó cũng không còn Thu Ngân nữa. Mà hỏi ra cô đó cũng đi lấy chồng luôn. Thành thử là mỗi lần mà cái anh chàng đó về thăm nhà, phải về thăm nhà thôi, làm việc ở dưới thành phố Hồ Chí Minh, về thăm nhà rồi thì mỗi lần về thăm nhà đi ngang căn nhà cô đó là nhớ lại kỷ niệm mà một thời một thời mà mình đã có một người yêu, có một mối tình, bây giờ không còn nữa. Và thậm chí đến cái người mà mình mượn hình bóng đó để mình khuây khỏa, mình nguôi ngoai nỗi lòng, mình lại không được luôn. Đó thành thử là đó là xuất xứ ca khúc của chú viết ca khúc mang tên là Căn Nhà Dĩ Vãng. Bài đó là đã giúp cho đôi song ca thời điểm đó nổi tiếng đó, chú nhớ ai? Đúng rồi. Đó là Chí Linh và Thanh Tâm. Và Thanh Tâm hiện thời bây giờ là bà xã của nhạc sĩ Bảo Thu. Cháu nghe lại cái âm thanh của cái băng ngày xưa của hàng dĩa Continental. Trời ơi, cái bài đó rất là hay, và hai cô chú hát quyện vào nhau với giọng của chú. Đúng rồi. Thì như cháu nói đó, cái chương trình này đáng lẽ phải nhiều hơn nữa để có thể nhờ chú nói thêm. Nhưng mà vì nó có giới hạn, đúng rồi, lần tới đi nhà chú nói thêm như là Có Bao Giờ. Đúng rồi. Và về trước khi dứt á thì chú thêm một bổ sung tí để cho nó tạm và đầy đủ. Đó là tiếng hát của Phi Nhung. Phi Nhung thì có thể nói là chú sưu tầm được đó thì khoảng hơn 10 bài. Tức là khi Phi Nhung chưa biết chú nha, mà Phi Nhung sưu tầm lên được những bài của hát của chú thì khoảng hơn 10 bài. Trong đó có Phi Nhung hát cái bài mà chú không ngờ nữa. Là cái bài mang cái tựa là Nhạc Vui mà. Về Quê Cấm Câu. Nghe cái tựa là biết về vui rồi ha. Thì ngoài cái bài đó ra thì Phi Nhung có hát một số bài của chú nữa. Và trước khi mà Phi Nhung qua đời thì vào năm 2021 thì khoảng đầu năm đó thì chú với Phi Nhung có làm giám khảo chung trong một cái chương trình mang tên là Solo Cùng Bolero. Thì chú và Phi Nhung có bàn bạc sau này Phi Nhung cũng sẽ làm những chương trình riêng lẻ với từng nhạc sĩ mà có những cái bài Phi Nhung đã sử dụng. Bởi vì Phi Nhung bao giờ cũng nhớ các chú đã viết những ca khúc mà đem lại cái tên tuổi cho Phi Nhung. Đó. Thì chú và Phi Nhung đã bàn bạc, tạm gọi là lên cái khung hết, lên khung hết nhạc sĩ này, nhạc sĩ nọ ha. Và mong là sau này thì có dịp là sẽ thực hiện. Nhưng mà không ngờ Phi Nhung lại qua đời trong cái đợt dịch. Thì bây giờ hôm nay nhắc lại Phi Nhung thì chú cũng thấy là thương tiếc cho một ca sĩ có một tài năng và có một giọng hát là nó có một cái chất giọng mà có thể nói là không giống những người khác. Và cái chất giọng Phi Nhung rất khó là gọi là hát theo kiểu Phi Nhung đó.
Có những ca sĩ mà những người thường người ta hát theo được, nhưng giọng Phi Nhung hơi khó. Và đó là một cái riêng, cái nét đặc biệt, cái nét đặc biệt của Phi Nhung mà chú nghĩ sau này sẽ rất lâu lắm sẽ mới có một cái giọng hát như thế. Dạ, đó. Bây giờ còn vài lời chót nhà chú chia sẻ với khán giả nha. Trước khi chấm dứt chương trình làm việc với Jimmy này đó, thì tôi xin gửi đến quý vị và các bạn yêu nhạc lời chúc sức khỏe và mong các bạn có nhiều niềm vui. Anh có bao giờ nhớ kỷ niệm xưa, hai đứa chung một đường về đón đưa?